Brokeeper Sài Gòn là thương hiệu bán lẻ của một trong những thủ thành xuất sắc, anh Vũ Xuân Thịnh, chuyên mua bán các loại găng tay, phụ kiện thủ môn, giày bóng đá, quần áo thể thao chính hãng, đa dạng mẫu mã đến từ các thương hiệu nổi tiếng với phong cách phục vụ tận tình chuyên nghiệp. Xuất phát từ niềm đam mê cản phá những cú sút thay vì ghi bàn, Brokeeper Sài Gòn ra đời với sứ mệnh là người bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe, cùng nhau thấu hiểu, để vị trí trấn giữ khung thành tại Việt Nam được đề cao và phát triển hơn. Brokeeper Sài Gòn không chỉ là nơi cung cấp phụ kiện thủ môn đơn thuần bằng tất cả kinh nghiệm và hiểu biết. Brokeeper Sài Gòn mong muốn đem đến sự an toàn, chuyên nghiệp, chất lượng phù hợp với những thủ môn thuộc mọi cấp độ thi đấu. Tại Brokeeper, các mẫu giày bóng đá đa dạng mẫu mã, kiểu dáng phù hợp với tất cả mặt sân cỏ, sân 5, sân 7 và sân 11. Brokeeper sở hữu máy theo tên công nghệ hiện đại, nhanh chóng. Khi mua sản phẩm tại Brokeeper, mọi người sẽ được theo tên miễn phí tùy theo sở thích của mình. Hiện tại Brokeeper có 2 cửa hàng được đặt tại 680 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10 và 3A Phan Chu Trinh, phường 12 Bình Thạnh, sân bóng đá Bình Thạnh Sport Park, thành phố Hồ Chí Minh. Mời cả nhà đến trải nghiệm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.